Liệu trình điều trị lưỡi da cao cấp tại spa luôn luôn được rất là nhiều ở tín đồ làm đẹp quan tâm vì nó sẽ đảm bảo được những gì mà da cần sau một quá trình thời gian chăm sóc da tại nhà. Home care thì chưa đủ mà phải cần có những liệu trình tại spa định kỳ để tái tạo da, bảo vệ da và kích hoạt tái tạo da tốt hơn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người đó chính là liệu trình Fine Eye đến từ nhà S Clinical. Đây là một liệu trình cao cấp điều trị tại spa rất là nổi tiếng và được mệnh danh là liệu trình dành cho sao Hollywood, liệu trình thảm đỏ. Với hai cơ chế chính là cơ chế lửa và cơ chế băng. Đến từ mặt nạ lửa là mặt nạ ứng dụng cơ chế tái tạo da với là thành phần chính là Pure Glycolic 18% và mặt nạ băng thành phần chính là những thành phần làm dịu và kích hoạt chống hóa da, chống oxy hóa. Liệu trình này sẽ hai hoạt động chính, đó chính là hoạt động lửa hoặc hoạt động băng. Với hoạt động lửa thì sẽ đến từ mặt nạ làm nóng hoặc nạ tái tạo da PVA với thành phần chính sẽ là acid glycolic 18%, acid lactic, acid citric, acid malic, retinol, vitamin B3 và các chất oxy hóa bao gồm cả chiết xuất trà xanh có một nguồn quế cao cấp. Và mặt nạ lửa này sẽ hoạt động tốt nhất khi kết hợp với đại diện massage. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện với mặt nạ băng có thành phần chính là acid hyaluronic, gel lô hội, chiết xuất trà xanh nhật bản, chiết xuất cam thảo, chiết xuất nho và chiết xuất hương thảo. Đây là những thành phần chuyên về làm dịu hồi da và chống oxy hóa cực kỳ tốt, từ đó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng chăm sóc da phục hồi da sau liệu trình lửa và băng này. Với hai cơ chế đến từ mặt nạ lửa và mặt nạ băng thì làn da của mình bên trong thì sẽ được tăng cường với thông máu collagen, collagen bên ngoài thì làn da sẽ trong khỏe hơn và chống oxy hóa bảo vệ làn da trước những các gốc tự do. Và sau những ngày tháng mà chúng ta tiếp xúc với những môi trường ô nhiễm hoặc là chúng ta làm việc một thời gian và cảm thấy là bị mệt mỏi thì nên cung cấp làn da của mình một liệu trình là Fine Eye, liệu trình cao cấp dành cho làn da của mình.